Đón tiếp chương trình, xin mời quý vị và các em cùng đến với phần dự thi của thí sinh Quỳnh Giang đến từ quận Hà Đông với ca khúc Bước đi không dừng lại, sáng tác Dương Cầm. Trọn vẹn đam mê, tôi đã tìm thấy được hạnh phúc ấy.